Tập 2. Quỳnh Hương, xin lỗi nha, tôi sẽ báo thù cho Kim. Anh đó, tới đây đốt giấy tiền thiệt sao? Một người đàn ông nói thì phải giữ lời chứ. Anh không đốt cũng có ai biết đâu. Trên có trời xanh dưới có đất rộng, còn có lương tâm của mình biết nữa mà. Anh đó, làm gì cũng nghiêm túc hết, không thể không nghiêm túc. Mau nói, tìm tôi có chuyện gì? Điện báo khẩn cấp, đọc đi. Hắc Hổ, trong tháng này quân ta sẽ phát động đợt tổng tấn công cuối cùng đến khu vực Tùng Sơn của giặc Nhật. Quân của cậu buộc phải hoàn thành kế hoạch tiêu diệt Furuno và bộ chỉ huy của hắn trong vòng 7 ngày, phá hỏng toàn bộ trung khu chỉ huy của hắn. Đây sẽ là sự đảm bảo cho thắng lợi của cả chiến dịch. Đừng phụ sự kỳ vọng của tôi và đảng quỷ. Ban lệnh, sư trưởng. Bảy ngày sao? Chúng ta vốn dĩ nắm chắc phần thắng, nhưng bị cô gái kia phá hư hết. Bây giờ nói điều này có ích gì chứ? Ý tôi muốn nói, chúng ta vốn dĩ đã thắng rồi. Nói thật nha, tôi lại cảm thấy kính trọng cô gái đó. Bây giờ thấy hơi hối hận rồi. Anh à, tất cả binh lính của chúng ta đều chết dưới kiếm và dao vô cùng sắc. Một tay kiếm lợi hại. Kiếm? Không lẽ lại là cô ta? Núi xanh làm chứng, sông lớn làm chứng. Chúng ta chỉ còn Nhật báo thù, chỉ mới là bắt đầu thôi. Chúng ta phải quyết chiến đến cùng với bọn Nhật. Quyết chiến đến cùng. 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 Nói cái gì? Quán trọ Việt Lai sao? Chứ còn sao nữa? Mười mấy người của chúng ta, mười mấy người đó, tất cả đều bị một đao chém chết. Thê thảm vô cùng. Thê thảm lắm. Khắp nơi đều là máu thôi. Rốt cuộc ai làm gì? Không biết. Là đặc công quốc dân đảng hay là đội du kích cộng sản? Không biết. Đừng có cà lăm nữa. Rốt cuộc là ai làm đây? Mau nói đi. Sư đoàn trưởng Furuno một mực khẳng định là cô. Là cái cô đó đó. Cô? Là cô gái kia sao? Phải. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao lại không thể chứ? Chỉ một cô gái yếu ớt như vậy, còn dùng vũ khí giết người vô cùng nguyên thủy. Nó cô ta giết hơn chục binh sĩ hoàng quân,
anh dũng thiện chiến của đế quốc Nhật Bản, ai mà tin? Em không tin đâu. Tin hay không thì tùy em thôi. Tóm lại là anh tin. Anh à, có một câu này em nói chắc chắn anh không thích. Câu gì vậy? Anh đang tìm bậc thang để mà đi xuống. Bậc thang? Phải. Anh đang tìm lý do cho việc bị thương, mất hết thể diện lần trước. Khốn nạn! Sao em có thể ăn nói với anh như vậy? Anh là anh trai của em đó. Nhưng mà đồng thời, anh lại là tướng quân của hoàng quân đế quốc Nhật Bản. Đừng thấy anh quy phong lừng lẫy, nói một là một, nói hai là hai trước cấp dưới. Nhưng mà em nói thật nha, em coi thường anh, vô cùng coi thường anh. Em nói như vậy đã là khách sáo lắm rồi đó. Em làm bể ly như vậy thì có bản lĩnh gì đâu. Bắn! Cái gì? Đội du kích lông lộ của cộng sản phục kích một tiểu đội của chúng ta sao? Phải, ở đâu? Hẻm núi Ải Thạch Môn. Sư đoàn trưởng, ở đây. Chi viện, mau chóng chi viện. Các đồng chí, xông lên, xông lên. Chị cả, sao vậy? Một đội quân của giặc từ dưới núi xông thẳng tới chỗ chúng ta. Lấy vũ khí, chuẩn bị đánh. Dạ. Hình như là bọn Nhật không nhầm vào chúng ta. Chắc là họ bị đội du kích lông lộ đánh rồi đó. Sao em biết? Anh trai của em đi tham gia đội du kích lông lộ. Chính là vì chuyện này cho nên bọn chúng đã giết cha mẹ của em, đốt nhà của em. Đội phó, có. Sao rồi? Hơn 30 tên Nhật bị chúng ta tiêu diệt rồi. Tốt.
sắp xếp thi thể của bọn chúng, thu dọn chiến trường, lập tức rút lui. Rõ. Mau chóng dọn dẹp chiến trường. Sao rồi? Hộp con rùa đó. Súng này được đó nha. Chưa thấy bao giờ. Theo sát vào đi. Đây mới là đối thủ thực sự của chúng ta. Đối thủ này mới khiến chúng ta sợ hãi nhất. Người đâu? Hosan. Có. Đi. Dạ, dạ. Các hương thân phụ lão, hãy mở to con mắt ra mà nhìn đi. Đang đứng trước mặt mọi người đều là những phần tử kháng Nhật dám đối đầu với hoàng quân đế quốc. Họ muốn đấu với ngài Furuno. Há chẳng phải là lấy trứng chọi với đá hay sao? Hoàng quân Nhật Bản mà các người muốn đối phó là đối phó được hay sao chứ? Ngài Furuno là người mềm lòng nhân từ nhất, là người tốt luôn thấu hiểu tình người nhất. Ngài ấy vẫn luôn coi trọng tình hữu nghị Trung Nhật để xây dựng cộng đồng Đại Đông Á. Ngài ấy định thả những kẻ tù binh này đi, cho họ trở về nhà đoàn tụ với người nhà của mình. Nhưng có đám phần tử kháng Nhật không biết nặng nhẹ, đã ra tay giết hơn chục lính Nhật. Giết hay lắm, giết hay lắm. Đừng nói nữa. Đừng mà. Còn một câu nữa nói cho xong luôn. Bắn đi. Furuno, nếu tôi không lấy được đầu của ông, tôi thề không còn là con của cha mẹ tôi nữa. Đúng. Chúng ta nhất định phải vì các anh em tử nạn mà báo thù. Báo cáo. Vào đi. Điện báo khẩn cấp từ cá heo. Mau đưa cho tôi. Chị cả. Sao chị? Có chuyện gì sao? Chị lớn hơn bọn em. Bọn em gọi chị là chị cả nha. Phải đó. Bọn em kêu chị là chị cả nha. Chị ấy giống chỉ là chị cả của chúng ta mà. Chị cả. Được. Mọi người đều tin tưởng chị như vậy, chị nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của chị cả. Vậy thì Bích Hà sẽ là chị hai, Lạc Dũng sẽ là chị ba. Em là nhỏ nhất. Em nhỏ thì trách ai được chứ? Đâu phải bọn chị làm em nhỏ đâu. Nhỏ có gì không tốt? Ba người chị này đều sẽ yêu thương em. Vậy còn được đó. Ăn chậm thôi. Em mới ăn chậm lại đó. Lạc Dũng, vậy nhà của em đâu? Nhà của em cũng đã bị bọn Nhật giết luôn rồi. Lạc Dũng, em nhớ hôm đó trời mưa to lắm. Mưa rất to.
tim cho đám Trung Quốc đó. Nhanh lên. Rõ. Bọn Nhật khốn kiếp, chị nhất định phải giết chết bọn chúng. Chúng ta giết bọn Nhật, báo thù nhà, đền nợ nước. Phải cho bọn chúng biết sự tồn tại của chúng ta. Đúng, chúng ta phải dâng cao ngọn cờ của mình, đặt một cái tên thật hoành tráng, để cho bọn chúng chỉ cần nghe tới là sợ tè ra quần. Chị cả, có phải chị đã nghĩ xong tên được không? Em đó, đúng là lanh lợi quá. Chị đã nghĩ ra một cái tên. Là tên gì vậy, mau nói đi. Chị cả, mau nói đi. Hoa, hồng, đen. Hoa, hồng, đen. Tên Hoa sao? Tên này có gì hoành tráng đâu chứ, không hay lắm. Này chị ba, chị cả đặt tên như vậy chắc chắn có lý riêng của mình. Để cho chị cả nói ra chúng ta nghe thử đi. Bé Út nói rất đúng. Nghe chị cả nói hết đi. Là như vậy. Nửa năm trước, chị từng đọc một tờ báo. Trên tờ báo có một bài viết, tiêu đề của nó là Hoa Hồng Đen nở rộ trên bến Thượng Hải, bọn giặc Nhật liên tiếp mất mạng. Bến Thượng Hải, phải. Bài báo đó nói về năm cô chị gái tuổi tác tương đồng với nhau, dùng cái tên Hoa Hồng Đen giết bọn Nhật báo thù nhà. Cái tên Hoa Hồng Đen khiến cho dân chúng vui mừng, phấn khởi, lại khiến cho bọn Nhật cảm thấy khiếp sợ, lo lắng không yên. Chị cả, Hoa Hồng Đen có phải là có hàm ý gì đặc biệt hay không? Hoa Hồng Đen tượng trưng cho cái chết. Nói gì chứ? Đội du kích cộng sản tiêu diệt một đội quân của bọn Nhật, 32 tên không ai thoát được. Ra tay ở đâu? Ở hẻm núi A Thạch Môn. Anh coi trang bị của chúng ta rồi nhìn của người ta đi. Mất mặt thiệt đó. Cho nên chúng ta buộc phải đánh một trận trở mình. Phải. Để sư trưởng nhìn thấy Lâm Đào này không phải kẻ vô dụng. Bây giờ đang có một cơ hội cực kỳ tốt. Là cơ hội gì? Tình báo viên số 3 gửi mật báo khẩn cấp. Tối nay Furuno sẽ đi thị sát căn cứ địa số 5, đồng thời ở lại đó. Căn cứ địa số 5.
Bây giờ em đang có một cơ hội rất là tốt để cho anh xả giận đi. Em gái, mau nói, cơ hội tốt gì chứ? Nóng quá. Thanh Phong bị sốt cao rồi. Chị cả, giờ phải làm sao đi? Chị cả, chị qua đây một chút đi. Sao chị? Chúng ta cạn lương thực rồi. Chuyện này chị biết rồi. Chị biết sao? Lương thực dự trữ của chúng ta vốn không nhiều, giờ lại có thêm hai người. Giờ phải làm sao đi? Hay là em xuống núi ngay trong đêm? Xuống núi ngay trong đêm sao? Không được đâu. Sao lại không được chứ? Thanh Phong, chị cả, chị hai, mời lại đây đi. Sao chị? Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong à, có khi nào Thanh Phong sẽ chết hay không? Em xin các chị đó, xin các chị hãy cứu lấy em ấy. Lạc Dũng, em nói bậy bạ gì chị? Lẽ nào chị nhẫn tâm nhìn em ấy? Em chỉ là lo quá thôi. Cứ kéo dài như chị hoài, em ấy sẽ chết thật đó, chị cả. Lạc Dũng, em đừng sốt sắng. Chị cả, chị thêm qua đi. Chị cả, em quyết định rồi, xuống núi trong đêm. Chuyện này, cha của em có một người bạn đang ở trại dưới núi. Em đi tìm người đó xin ít gạo và thuốc. Sao vậy? Chị không tin tưởng em sao? Hay sợ em đi rồi sẽ không về? Không đâu. Bích Hà, chị thấy hơi lo thôi. Bọn Nhật phong tỏa ngọn núi để mà truy quét, vẫn còn chưa rút binh hết. Bọn chúng bao vây nơi này tầng tầng lớp lớp. Lỡ như em bị phát hiện thì làm sao? Chị yên tâm đi, em sẽ tìm một con đường mà họ không thể nào ngờ tới. Thần không biết quỷ không hay, em sẽ lẻn vào. Chị cả của em à, chị làm sao vậy? Sao tự dưng lại do dự rồi? Sự nhanh nhẹn của chị đâu mất rồi chứ? Tóm lại lần này em bắt buộc phải đi. Được. Vậy tối nay chúng ta sẽ hành động. Nghiêm, nghỉ. Các anh em, tôi chỉ nói một câu. Vì các anh em đồng bào tử nạn, chúng ta phải thể hiện được nhiệt huyết của người Trung Quốc. Rõ, rõ. Chị cả, đừng tiễn nữa. Bích Hà, đừng che chị nhiều lời. Chị vẫn dặn em một câu, đi đường nhất định phải cẩn thận. Em biết rồi. Chị biết em là một cô gái can trường. Em nhất định sẽ bình an trở về. Nào, đem theo đao đi. Không cần đâu, đem theo đi. Người xưa có câu, có đao là có thêm dũng khí. Đem theo đi. Chị cả, em đi đây.
Cô là ai? Chú A Mộ Ca. Là cháu. Bích Hà, sao cháu lại ở đây? Chú à, vào nhà đi rồi nói. Được, nào. Mau lên, theo sát vào. Nhanh lên. Báo cáo Egawa tiểu thư, đã tới giờ rồi. Điện báo viên, báo cáo với sư trưởng, Hắc Hổ bắt đầu hành động tiêu diệt. Rõ. Đi. Sao yên tĩnh quá vậy? Lạ thiệt đó. Sao bọn nhiệt lại không lập cảm ghét nữa gì? Thì chết. Sao vậy? Chúng ta trúng mai phục rồi. Rút. Lắp đi. Bắn. Chuyện gì vậy? Chắc chắn là bọn Nhật lại giết người Trung Quốc của chúng ta. Rút mau. Thank you.
Đội trưởng, rất mong. Chú à, cháu phải đi ngay. Đi ngay. Cháu sợ cô bất trắc. Được, chú chuẩn bị đồ cho cháu ngay. Hay lắm, vô cùng hay. Anh, ở đây vẫn có người còn sống. Đưa hai tên này đi cho tôi. Rõ. Bọn giặc khốn kiếp, tôi chở thì giết ông đây đi. 20 năm sau vẫn là một hảo hán, ông vẫn sẽ giết các người thôi. Đi, nhanh lên, giết đi. Đội trưởng, bắn. Thả tôi ra. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng đừng bốc đồng. Vì bốn chị em chúng ta, em phải bình an trở về. Chị cả, chị cả, chị cả, chị cả. Thanh Phong, Thanh Phong làm sao? Không thấy nó đâu nữa. Không thấy. Sao lại không thấy đâu?
Chắc chắn Thanh Phong nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, sợ làm liên lụy chúng ta đó, nên đã một mình đi rồi. Một mình đi sao? Vậy chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Cho nên phải đi tìm em ấy ngay. Tìm? Đi đâu mà tìm chứ? Cho dù phải tìm khắp vùng núi này, cũng phải tìm cho ra. Dạ. Đi. Thanh Phong. Thanh Phong. Thanh Phong à. Thanh Phong. Thanh Phong. Thanh Phong. Thanh Phong. Thanh Phong. Chị cả, khu rừng rộng lớn như vậy, chúng ta không phải là mò kim đáy biển hay sao? Sao chị, em không muốn tìm nữa hả? Không phải đâu. Nhưng mà tìm được không đó? Được. Nhất định được. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Biết tìm ở đâu đi? Thanh Phong, nhìn đi. Là dấu chân. Chị cả, sao chị biết đây là dấu chân của Thanh Phong? Em xem nước từ dấu chân vẫn chưa thấm nhiều, chứng tỏ Thanh Phong vừa đi qua đây. Chắc em ấy còn ở phía trước. Đi, lên trước xem thử đi. Tới rất đúng lúc. Bà tình súc sinh, gặp phải bà đây coi như mấy người xui.